Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1.235, nhân dịp đầu năm mới Bính Thân, thay mặt các anh chị em thành viên tại truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin kính chúc quý khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô. Hòa Tình Đốn và vùng phụ cận. Em chào chị Ngọc Hạnh. chào Phương Mai. Chị Ngọc Hạnh khỏe không? Chị chị khỏe, Phương Mai khỏe không? Dạ cảm ơn chị, em khỏe. Dạ chị em mình không có được đọc chung ha. Năm 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 nay chắc một năm mới là tốt lành ha. chị em chắc cũng đọc chung dài dài rồi đó. Dạ dạ dạ. năm mới Phương Mai có làm gì không? Phương Mai có chị những cái trợ hợp tết này kia nọ Dạ, dạ thưa chị là theo như Phương Mai được biết á, là ngày hôm qua sáng thứ bảy à, thì à, mình có ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này đó thì mình có chợ tết à, của à, hội niên. cao niên à, được tổ chức tại trường à, High School Jeff Stewart High School ở Foster và sáng hôm nay chủ nhật thì cũng có chợ tết của cộng đồng cũng được tổ chức à, cùng một nơi và yeah, cho nên là à, em biết là như vậy nhưng mà chị ngọc hạnh có đi tham dự được không à, ngày hôm qua là chị không có đi được tại vì thứ sáu là chị phải ừ. bay đi xa rồi yeah. chị về đà lạt thăm gia đình thứ yeah. nhất thứ hai nữa là bên đó cũng có những hội trợ dạ. tết dạ. họ cũng có mời chị đến hát để giúp vui này chị dạ là thành ra chị không có được đi uh, thư, ngày thứ bảy dạ. nhưng mà thứ uh, tối thứ bảy chị trở về ừ. á thì sáng Chủ nhật thì chị có đi cũng thấy nó vui vẻ lắm dạ. nhưng tết năm nào thì mình chị cũng chỉ cơ chỉ mong có một cái chợ Tết dạ, để mình đi dạ. mua hoa quả này kia nọ dạ. trái cây trưng ở trong nhà. bây dạ. giờ chị hỏi Phương Mai là ở trong nhà Phương Mai đó, mỗi năm mình Tết đó, dạ. là mình phải có trái cây hoa quả, dạ. bánh tét bánh trưng phải dạ. không? thì nhà Phương Mai có làm gì chưa? Dạ thưa chị là theo như phong tục của người Việt Nam mình đó là có cái câu nói là mùa Tết thì không thể nào thiếu là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ thì thì chắc là ở đây thịt mỡ thì cũng dụng có rồi dưa hành thì cũng có nhưng mà chắc câu đối đỏ thì cũng là không có khó. dạ dạ yeah. dạ yeah. nhưng mà hình như là chị nghe nói là thứ hai này yeah. là, là ngày mai đó mình có uh, chào cờ yeah. ở trung tâm thương mại phải không? Dạ vâng, dạ à, thưa chị à. đúng Dạ ngày mai, sáng ngày mai là ngày 8 tháng 2 Là ngày mùng 1 Tết của Việt Nam Mình thì có buổi lễ chào cờ ở trung tâm thương mại Eden à, ừ, dạ, dạ, dạ vào mấy sáng mấy ngày mai Là mấy giờ? Là khoảng 8 giờ sáng đó, phải không? 11 giờ rưỡi 11 giờ, giờ rưỡi, ừ, dạ, 8 giờ sáng thì <laughs> dạ, <8 giờ> <laughs> dạ, sớm sáng quá Dạ dạ hôm thứ thì dậy sớm 11 giờ rưỡi Dạ thôi bây giờ mình chúc quý khán giả nha mọi năm mới năm bính thân ngọc hạnh và phương mai xin kính chúc quý khán thính giả một năm mới thật nhiều an lành gặp nhiều may mắn an khang thịnh vượng mọi sự đều được thành công hết trong mọi việc sự nghiệp cũng như học vấn cho các em nhé phương mai chúc dạ cảm ơn chị ngọc hạnh À, chị Ngọc Hạnh chúc Tết quý quý khán thính giả là Phương Mai thấy là rất là đầy đủ rồi nhưng mà chắc là vẫn còn thiếu một điều rất là quan trọng à, Phương Mai xin à, kính chúc quý khán giả à, một năm mới thật là nhiều nhiều sức khỏe thì có sức khỏe thì à, mình cái gì mình cũng làm được phải không hết. chị sức yeah. khỏe là vàng yeah. Yeah. chúc Phương Mai một năm mới vui vẻ yeah. ha mà yeah. ngăn tác tài không có mà ngăn thì yeah. thôi, đi um. làm được lên lương yeah. Được lên chức Dạ, yeah. <laughs> yeah. em cũng xin kính chúc lại Chị Ngọc Hạnh và gia đình Một năm mới uh, thật nhiều may mắn uh, Nhiều niềm vui, hạnh phúc Và nhiều sức khỏe hey, Chị yeah. cảm ơn Phương yeah. Mai yeah. Xin kính chào mọi Mở đầu là phần lực thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tech Crew chiến thắng ở Iowa, Clinton và Sanders bất phân thắng bại. Tổng thống Barack Obama thăm nhà thờ Hồi giáo. Hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết nhưng còn nhiều vấn đề. Trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn Zika đầu tiên ở Mỹ qua đường tình dục. Hội nghị các nhà tài trợ Syria đặt chỉ tiêu quyền 9 tỷ đô la và sau cùng là người tài xế may mắn trước ống kính truyền hình Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin Demo Iowa, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz đánh bại tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Iowa tối thứ hai vừa qua, đem tới một nỗi thất vọng cho ứng cử viên đã dẫn đầu trên toàn quốc trong cuộc đua giành đề cử của đảng tới tòa bạch ốc vào năm nay, Ted Cruz, nhà lập pháp bảo thủ đến từ tiểu bang Texas, giành chiến thắng với 28% phiếu bầu so với 24% của ông Trump. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida bất ngờ về thứ ba với 23%, khiến ông ta dễ dàng trở thành người dẫn đầu trong số những ứng cử viên thuộc phái truyền thống của Đảng Cộng hòa. Tất cả những ứng cử viên Cộng hòa khác đều nằm ở mức một con số. Về phía đảng Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dẫn đầu tới tỷ lệ 50% so với 49% với đối thủ Bernie Sanders, người tự nhận mình có tư tưởng dân chủ xã hội chủ nghĩa và là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến từ tiểu bang Vermont. Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton cùng với chồng là cựu tổng thống Bill Clinton và con gái của họ là Chelsea Clinton tại một buổi vận động tại Đại học Drake ở thành phố Des Moines, tiểu bang Iowa, ngày 1 tháng 2, 2016. Cựu thống đốc tiểu bang Maryland Martin O'Malley, người gặp nhiều khó khăn đạt được đà tiến trong cuộc đua của đảng Dân chủ, dự định sẽ đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình trong ngày thứ hai cũng rời khỏi cuộc đua tổng thống là cựu thống đốc tiểu bang Arkansas Mike Huckabee, người đã giành chiến thắng trong hội nghị đầu phiếu ở Iowa trong chiến dịch tranh cử vào năm 2008. Kết quả cho thấy cái nhìn cụ thể về tâm tư của cử tri sau một năm vận động tranh cử quyết liệt và những tin đồn bất tận có những chỉ dấu ban đầu cho thấy số lượng cử tri đi bỏ phiếu khá đông, với những đám đông lớn trong những nhà thờ, những nhà tập thể dục thể thao và những tòa nhà công cộng khác trên toàn tiểu bang Iowa thuộc miền Trung Tây mà chủ yếu là vùng nông thôn. Tin Baltimore, Maryland, Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên tới thăm một đền thờ Hội giáo tại Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư. Tòa Bạch Ốc cho biết, chuyến đi có mục đích chống lại những lời hùng biện của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong chiến dịch vận động, làm giấy lên nỗi lo sợ người Hồi giáo tại Hoa Kỳ. Theo phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, George Ernest, trong chuyến viếng thăm Hiệp hội Hồi giáo Baltimore, ông Obama muốn nhấn mạnh quyền tự do tôn giáo của mọi người dân Hoa Kỳ, bao gồm cả người Hồi giáo. Trước đó, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump kêu gọi cấm tất cả người hồi giáo vào Hoa Kỳ sau khi hai vợ chồng hồi giáo giết hại 14 người ở California vào tháng 12 năm ngoái. Nhà chức trách miêu tả hung thủ là những người hồi giáo cực đoan có cảm tình với phiến quân quốc gia hồi giáo. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích kế hoạch nhận 10.000 người tị nạn Syria của tổng thống Obama cho rằng việc này có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Ứng cử viên Ben Carson tuyên bố người Hồi giáo không thích hợp cho Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Obama gọi những ý kiến trên là phản bội các giá trị Hoa Kỳ, phân biệt đối xử với người Hồi giáo, đẩy họ vào tay các nhóm cực đoan, chẳng hạn như nhóm quốc gia Hồi giáo. Tin lên, sau hơn 5 năm thương thuyết 12 nước ven Thái Bình Dương ký kết hợp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP tại New Zealand đang đối mặt với nhiều vấn đề, với kim ngạch mậu dịch nộp chung vượt mức 1.500 tỷ đô la, kinh tế của 12 nước thành viên TPP chiếm 40 sản lượng của cả thế giới. Đối với các công ty Mỹ, hiệp định này mang lại cơ hội để họ bán thêm sản phẩm và đối với tổng thống Mỹ Barack Obama, người sẽ rời khỏi chức vụ vào đầu năm sau, đây là cơ hội để ông gia tăng công trạng của mình và để ứng phó với ảnh hưởng mỗi ngày một gia tăng của Trung Quốc trong khu vực Á châu Thái Bình Dương. Tổng thống Obama nói với TPP, Trung Quốc không đặt ra luật lệ trong khu vực đó, chúng ta đặt ra luật lệ. Quý vị có muốn chứng tỏ sức mạnh của đất nước chúng ta trong thế kỷ này không? hãy phê chuẩn hiệp định hãy cho chúng tôi những công cụ để chấp hành hiệp định tpp sẽ hủy bỏ quan thuế đối với hàng ngàn sản phẩm của mỹ và thiết lập những tiêu chuẩn chung về thương mại nhưng mục tiêu này sẽ không đạt được nếu những người chống đối trên khắp thế giới giành được phần thắng tại thủ đô santiago của chile nông dân đã bày tỏ sự lo ngại về tác động của những tiêu chuẩn mới về công nghệ sinh học Tại Kuala Lumpur, Malaysia, những người biểu tình cho rằng nước Mỹ muốn kiểm soát những hoạt động kinh doanh ở Malaysia. Và tại Washington, các nhân vật tranh đấu đã tụ tập dưới cơn mưa xối xả để chống đối hiệp định mà họ cho là thí dụ điển hình của sự tham lam quá độ của các công ty lớn. Một người biểu tình phát biểu như sau, TPP là một bước hướng tới một nền độc tài của đại công ty một nền độc tài toàn cầu của đại công ty và tôi cảm thấy việc này như là sự kết thúc của các quyền trong nền dân chủ của các nước có chủ quyền. Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người lao động cho rằng TPP là một sự phản bội đối với công nhân và doanh nghiệp Mỹ. Những người sẽ không thể cạnh tranh với những nước có giá lao động rất thấp. Đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Foreman nói rằng Nhận định đó không chính xác. Ông cho biết, TPP sẽ có ích rất nhiều cho hoạt động xuất khẩu và giúp cho nền kinh tế Mỹ có thêm 100 tỷ đô la mỗi năm. Chúng ta sẽ gia tăng kim ngạch xuất khẩu của mình. Nếu thông qua hiệp định thương mại này, chúng ta có thể giảm thiểu đáng kể những rào cản tại các thị trường khác, hạ thấp những thuế xuất hiện ở mức cao hơn rất nhiều tại Nhật Bản việt nam malaysia ngõ hầu chúng ta có thể tiếp cận các thị trường đó nâng cao tiêu chuẩn ở các nước đó ngõ hầu chúng ta có thể có một sân chơi phẳng hơn để cạnh tranh nhưng nhiều người không tán thành nhận định đó một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình phát biểu như sau họ không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói dối giống hệt như nhau trong lúc các vị bộ trưởng tài chánh của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết Hiệp định TPP tại New Zealand. Các nhà phân tích cho rằng có thể phải mất ít nhất là hai năm nữa thì TPP mới được thực thi. Các nhà lập pháp của 12 nước, thành viên vẫn còn phải xem xét rất nhiều luật lệ và quy định mới. Và tại Hoa Kỳ, sự phê chuẩn của Quốc hội trong một năm có bầu cử là một việc rất khó có thể xảy ra. Tin Austin, Texas, trường hợp đầu tiên nhiễm siêu vi khuẩn Zika tại Hoa Kỳ đã được các giới chức y tế địa phương báo cáo vào hôm thứ Ba ở Texas. Trường hợp lây nhiễm này có thể là thông qua đường tình dục chứ không do mũi cắn. Họ cho biết như vậy cách một ngày sau khi tổ chức y tế thế giới who tuyên bố một tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế loại virus này có liên quan đến những chứng dị tật bẩm sinh nghiêm trọng nơi hàng ngàn trẻ em ở brazil zika đang lan nhanh ở mỹ châu hôm thứ ba các quan chức who bày tỏ quan ngại về chuyện siêu vi khuẩn này có thể lan tới tận phi châu và á châu người ta nghĩ rằng Zika được truyền đi qua vết cắn của con mũi thuộc giống Aedes. Vì vậy, nếu quan hệ tình dục là một phương thức truyền nhiễm, thì đây sẽ là một bước phát triển có thể gây báo động. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã xác nhận đây là trường hợp nhiễm Zika đầu tiên ở Hoa Kỳ. Người bị nhiễm đã không từng đi ngoại quốc. Bác sĩ Tom Preden, giám đốc CDC cho biết như vậy trên Twitter. Tuy nhiên, CDC không điều tra về cách thức virus được truyền đi. Sau khi trường hợp này xảy ra, CDC khuyên nam giới nên xem xét việc sử dụng bao cao su sau khi đi tới những vùng có virus Zika. Phụ nữ mang thai nên tránh tiếp xúc với tinh dịch từ người đàn ông nào đã tiếp xúc với siêu vi khuẩn này. Theo Cơ quan Y tế Dallas County cho biết trên Twitter, người đó đã bị nhiễm zika thông qua tình dục với một người từng đi tới venezuela còn người bị nhiễm thì không đi đến nước đó theo các giới chức y tế quận hạ cho biết nhà y tế tiểu bang texas thì tận trọng hơn trong việc đánh giá tình hình cơ quan này nói những chi tiết của trường hợp lây nhiễm này đang được đánh giá nhưng khả năng truyền nhiễm trực tiếp từ một người qua một người khác có lẽ xảy ra trong trường hợp này nhà chức trách quận hạt nói rằng không có báo cáo nào về chuyện zika được truyền qua mũi ở quận hạt này tại texas trước đó các giới chức y tế quốc tế có ghi nhận một trường hợp xảy ra tại hoa kỳ có thể được truyền từ người này sang người khác nhưng tổ chức y tế toàn mỹ châu nói rằng cần phải có thêm bằng chứng để xác nhận rằng tình dục là một phương tiện truyền nhiễm Zika. Các tài liệu y khoa cũng có một trường hợp, trong đó thiếu virus này được phát hiện trong tinh dịch Zika đã được báo cáo trong hơn 30 quốc gia và được liên kết với chứng dị tật đầu nhỏ, trong đó các em bé sinh ra có đầu nhỏ một cách bất bình thường và bộ não phát triển không đúng cách. Hôm thứ Ba, Hội Hồng Tập tự Hoa Kỳ yêu cầu những người hiến máu nào từng đi đến những khu vực có Zika bùng phát như Mexico, vùng biển Caribbean hoặc Trung Mỹ và Nam Mỹ. Hãy phải chờ ít nhất 28 ngày trước khi họ hiến máu. Tuy nhiên, nguy cơ truyền nhiễm Zika qua việc hiến máu vẫn ở mức hết sức thấp tại các khu vực trong đất liền của Hoa Kỳ, theo cơ quan cứu trợ thiên tai này cho biết. Chỉ số trung bình Dow Jones của ngành giao thông vận tải đã kết thúc ở mức 2.9% thấp hơn sau khi có tin tức về trường hợp nhiễm Zika đầu tiên tại Hoa Kỳ. Tin London, 70 nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại London để dự hội nghị tài trợ Syria lần thứ tư. Liên Hợp Quốc cho biết họ muốn quyên 9 tỷ đô la để thực hiện những hoạt động cứu trợ và những dự án giúp đỡ người tị nạn số tử vong của thường dân ở Syria không ngừng gia tăng trong lúc cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này sắp sửa bước vào năm thứ sáu. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 250.000 người đã thiệt mạng, 4 triệu rưỡi người Syria đã vượt biên tị nạn ở nước ngoài và có khoảng 6, ,6 triệu 600.000 người phải tản cư trong nước, trong đó có đến phần nửa là trẻ em. Các cuộc hội nghị tài trợ trước đây tập trung vào việc gây quỹ cho các hoạt động cứu trợ phụ tá ngoại trưởng Mỹ về tị nạn và di dân, bà Anne Riches cho biết, nghị trình thảo luận của cuộc họp lần này ở London không giống như những lần trước, năm nay có thêm những mục tiêu có nhiều tham vọng, đó là làm nhiều hơn nữa để giáo dục trẻ em, tạo công ăn việc làm cho người tị nạn huy động các nguồn lực phát triển để giúp đỡ cho những người tới nơi an toàn, không phải chỉ ở trong khu vực mà còn ở những nơi khác. Các nhà lãnh đạo thế giới đang nhắm tới mục tiêu quyên cóp 9 tỷ đô la. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc chỉ nhận được 3.3 tỷ đô la trong số 8.4 tỷ đô la mà các quốc gia và tổ chức cấp viện. Đầu tuần này, chính phủ cho đình cảnh báo rằng có thể xảy ra điều mà họ gọi là vở đê, nếu họ không nhận thêm viện trợ để ứng phó với khoảng 630.000 người đang tị nạn trên lãnh thổ của họ. Bộ trưởng truyền thông Jordan, ông Mohamed Moumani, cho biết như sau, Âu Châu và cộng đồng quốc tế có thể cung cấp đầy đủ những sự cam kết và những sự hỗ trợ để gánh vác một phần của trách nhiệm mà các nước tiếp nhận người tị nạn, đang phải gánh vác trong khoảng thời gian này. Và Richard cho biết, Hoa Kỳ đang cố gắng để tái định cư thêm hàng ngàn người Syria tị nạn. Chúng tôi có một tiến trình chậm chạp nhưng kỹ lưỡng và chúng tôi muốn bảo đảm là những kẻ xấu sẽ không vào được nước Mỹ và chúng tôi đang ra sức để đạt mục tiêu đưa thêm hàng ngàn người tị nạn vào nước Mỹ mà không làm tổn hại cho chương trình này hình ảnh của em Ilan Kurdi, một em bé 3 tuổi chết đuối trong lúc vượt biên và những bức hình của những người chết đói ở thị trấn Madia đã thu hút sự chú ý của thế giới đối với tình cảnh khốn đốn của người dân Syria và phản ứng của các chính phủ trên thế giới đang được nhiều người chú tâm theo dõi. Tin California, ông Mã Long, người tự cho rằng đã nắm chắc 99% cái chết trong tay, lái chiếc xe Honda Civic 2015 màu xám. Đây đó, nơi cửa sau xe, nơi nắp cốp xe còn sót lại vài dấu tem màu vàng mà cảnh sát dán vào trong lúc điều tra những ngày trước đó. Đến tòa soạn người Việt đúng giờ hẹn, dù đã 74 tuổi, mang nhiều chứng bệnh, tiểu đường, cao mỡ, cao máu nhưng ai cũng dễ nhận ra ở ông sự nhanh nhẹn, mau lẹ. Bên cạnh đó, thần sắc ông cũng tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên ông xuất hiện ở người Việt vào sáng thứ Bảy tuần trước để yêu cầu lấy mẫu rau vặt của ông ra khỏi tờ báo vì sợ đồng bọn của những người tù vượt ngục tìm kiếm trả thù. Toàn bộ cuộc phỏng vấn của các báo đài dòng chính với ông Long đều có sự thông dịch của nhà báo Đỗ Dũng, tổng thư ký nhật báo người Việt rất nhiều câu hỏi do các phóng viên đặt ra cho ông nhằm tìm hiểu thật kỹ vì sao ông có thể sống sót sau 7 ngày trời bị ba tù nhân bắt cóc mà phần lớn câu chuyện đã được kể qua bài viết đăng trên báo Người Việt. Câu hỏi mà hầu hết các phóng viên đặt ra là ông đã sợ hãi như thế nào khi bị những người tù vượt ngục dí súng vào người? Họ dí súng như thế nào? Từ lúc nào thì ông nhận ra đó là những người tù vượt ngục có lúc nào ông nghĩ đến chuyện tìm cách trốn thoát khỏi bọn chúng không? Làm sao và từ khi nào ông biết Bắc Dương có ý định cứu ông? Bắc Dương và Hussein Nazi đã tranh cãi và đánh nhau ra sao? Đặc biệt câu ông cảm thấy mang ơn Bắc Dương như thế nào? Là câu mà tất cả các nhà báo đều nêu lên. Ông Long tỏ ra rất tự nhiên, bình tĩnh trả lời các câu hỏi, không hề có sự ngập ngừng, mắc cỡ hoặc mất bình tĩnh trước các ống kính và đèn quay ông cũng tỏ ra khá hốm hỉnh khi được yêu cầu đứng lên diễn tả lại cho mọi người xem tù vượt ngục bắc dương đã dí súng vào ông như thế nào ông long trả lời tất cả các câu hỏi được đặt ra ngoại trừ câu liên quan đến gia đình vợ con ông một số chi tiết ông long kể với phóng viên người việt nhưng lại không muốn nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn với báo chí truyền hình Mỹ. Khi được mời ra bên ngoài để quay phim, ông bên cạnh chiếc xe mà những người tù vượt ngục đã mượn trong suốt một tuần lễ. Ông Long rất vui vẻ, tự tin, trầm thuốc hút như ông nói, coi như từ cõi chết trở về hiện tại. Tôi chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi mình còn sống. Một bức tượng Phật di lạc được đặt ngay trước vô lăng trong xe ông cũng là vấn đề được nhiều phóng viên chú ý tôi đặt bức tượng này ở trong xe lâu rồi khi bọn chúng lấy xe rồi cảnh sát giữ xe đến khi chiếc xe trở lại với tôi thì bức tượng vẫn ở đó tôi nghĩ bức tượng phật đó mang lại may mắn cho tôi xin quý vị đừng rời máy chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại việt nam <laughs> Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu vực USS Curtis Wilbur tới gần đảo Triton ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc giận dữ, trong khi Việt Nam ủng hộ. Nữ sĩ quan hải quân Mỹ Amy Graham có hàng chục năm kinh nghiệm và mới chỉ nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường hồi tháng 9 năm ngoái. Bà được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa USS Curtis Wilbur trở lại khả năng hoạt động tác chiến ở mức tối đa sau thời kỳ sửa chữa kéo dài. Chiến hạm của Mỹ này hôm 30 tháng 1 đã áp sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa trong một chuyến tuần tuyểu mà quan chức quốc phòng Mỹ nói là để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam mà theo họ là giới hạn quyền tự do hàng hải của Mỹ. Washington cho biết đã không thông báo trước cho Bắc Kinh, Đài Bắc và Hà Nội về hoạt động của Curtis Wilbur ở Biển Đông. Cho dù quan chức Mỹ nói vậy, việc một nữ chỉ huy đưa tàu chiến Mỹ áp sát hòn đảo mà Trung Quốc được cho là chiếm từ tay Việt Nam đã khiến nhiều người Việt quan tâm. Trên một diễn đàn, bản đọc có tên tiếng Anh là Sarah viết rằng, dùng phụ nữ chỉ huy để thách thức một nước vốn trọng nam khinh nữ như Trung Quốc mới là đòn thâm sâu của Mỹ. Trong lễ bàn giao nhiệm vụ hôm 1 tháng 9 năm ngoái, người tiền nhiệm Henderford bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Graham sẵn sàng đối phó với các thách thức phía trước cũng như khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn trên tàu trong tương lai. Còn về phần nữ chỉ huy, bà cam kết sẽ duy trì Curtis Wilbur đi đúng hướng. Trong sự nghiệp hải quân kéo dài từ năm 1998 tới nay, bà Graham đã nhiều lần nhận được huy chương các loại của hải quân Mỹ. Công an bắt nhà hoạt động Ngô Duy Quyền, theo Điều 258, vào chiều ngày 4 tháng 2 năm 2016, nhà hoạt động nhân quyền Ngô Duy Quyền ở Hà Nội bị Bộ Công an, Cộng sản Việt Nam khởi tố, bắt giam theo Điều 258 bộ luật hình sự trong lúc đang đi bán cá ở trên đường vào dịp Tết Bính Thân 2016. Chị Lê Minh Tâm, em gái của luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết anh Ngô Di Quyền bị công an bắt vào khoảng 16 giờ chiều ngày 4 tháng 2 2016 lúc đang ở trên đường. Sau đó, họ đưa về nhà đọc lệnh khởi tố theo điều 258 bộ luật hình sự rồi tiếp tục khám nhà. Họ khám đến hơn 17 giờ chiều mới xong và thu giữ của gia đình gồm 12 cái điện thoại cả cũ lẫn mới, hai cái máy tính, các bộ trò chơi của trẻ con và tiền bạc. Họ không lập biên bản, thu giữ đồ vật và gia đình cũng không được nhận giấy tờ gì của cơ quan Bộ Công an Việt Nam về việc bắt anh Ngô Duy Quyền. Theo thông tin gia đình cho biết, hiện giờ không ai biết nhà hoạt động Ngô Duy Quyền đang bị tâm giữ ở đâu. Cũng như họ chỉ thông báo lệnh bắt bằng miệng, nhà hoạt động nhân quyền Ngô Duy Quyền là thành viên nhóm bầu bí tương thân. Anh là một nhà hoạt động nhiệt thành với những công việc hàng ngày như bán rau, cá, vịt, các nông sản tự sản xuất. Sau đó trích một phần thu nhập để giúp đỡ những nhà hoạt động, nhân quyền khác, những dân quan, những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Phía gia đình vẫn chưa biết lý do vì sao mà Bộ Công an Cộng sản Việt Nam lại bắt nhà hoạt động nhân quyền, ngôi duy quyền vì tội lạm dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, an ninh quốc gia. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đố. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Washington và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 5 tháng 2, 2016, Dow Jones 16.204.97, With today trừ 1.59% và year today trừ 7%. Nasdaq 4.363.14, With today trừ 5.44% và year today trừ 12.87%. S&P 500 1880.05 with today trừ 3.10% và year Today day trừ 8.02%. Giá vàng là 1172 đô la 80 cent một ounce căn cứ về dữ kiện hôm thứ sáu mùng 5 tháng 2 2016. Dầu thô 31 đô la 02 cent một barrel căn cứ vào thứ sáu mùng 5 tháng 2 2016. Giá xăng là một đô la 763 một gallon theo công ty AAA hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 2 2016. Đồng đô la tương đương với 0.961 của đồng euro. Đồng đô la cũng tương đương với 6.57 của đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng đô la cũng tương đương với 77.01 đồng rubble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 4 tháng 2 2016, 30 năm cố định là 3.72% và 15 năm cố định là 3.01%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 30 tháng Giêng 2016 có 285.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 8.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 23 tháng Giêng 2016, Mỹ có 2.255.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 18.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ chỉ cung cấp 151.000 việc làm trong tháng Giêng 2016, trong khi sự kỳ vọng là 190.000. Tỷ suất thất nghiệp hôm nay xuống mức 4.9% là mức thấp nhất trong 8 năm kể từ tháng 2 năm 2008. Mặc dù tổng sản lượng nội địa GDP của tam cá nguyệt thứ tư của năm 2015 chỉ là 0.7% là dấu hiệu cảnh báo, nhưng GDP toàn năm của 2015 là 2.4% bằng với GDP của 2014. Kinh tế Mỹ Thị trường chứng khoán tuần này đi xuống với Dow Jones giảm trừ 1.59%, Nasdaq giảm trừ 5.44% và S&P 500 giảm trừ 3.10%. Cùng ngày thứ sáu, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 1.32%, Hồng Kong Hang Seng tăng cộng 0.55%, Shanghai Composite giảm trừ 0.63%, London FTSE 100 giảm trừ 0.86% và DAX của Đức giảm trừ 1.14%. Mặc dù tỷ số thất nghiệp chỉ còn 4.9% là một sự cải thiện, nhưng có một vài dấu hiệu cảnh báo của kinh tế Mỹ hiện nay. Thứ nhất, khu vực chế tạo đang bị chậm chạp. Thứ nhì, ngân sách của các dự án xây cất bị giảm. Và thứ ba, chứng khoán tại Mỹ và trên toàn cầu đang bị mất giá. Dow Jones mất giá trừ 7%, Nasdaq mất trừ 12.87% và SP500 mất trừ 8.02% từ đầu năm 2016 đến hôm nay. Điều thứ tư là GDP của 3 tháng cuối cùng của năm 2015 chỉ có 0.7% cho thấy sự phát triển của kinh tế Mỹ đã bắt đầu chậm chạp từ tháng 10 năm rồi. Thứ năm, giá dầu thô đi xuống đã tiếp tục gây thiệt hại cho khu vực khai thác năng lượng, khiến mất thêm 7.000 việc làm nội trong tháng Giêng 2016 và gần 150.000 việc làm kể từ tháng 9 năm 2014. Thứ sáu, mùng 5 tháng 2, 2016, Bộ Thương mại cho biết ngành xuất cảng của Mỹ đã giảm suất 5% trong năm 2015 và là lần đầu suy giảm kể từ năm 2009 sự phát triển chậm chạp của kinh tế toàn cầu đã dẫn đến sự giảm nhu cầu về xe hơi Hoa Kỳ, máy điện toán và điện thoại smartphones. Tuần này, giá vàng tiếp tục đi lên, phản ảnh tâm lý tiêu cực của giới đầu tư mỗi khi có sự dao động của thị trường chứng khoán và kinh tế. Đồng đô la bắt đầu mất giá so với đồng euro với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, ngoại trừ vẫn lên giá so với đồng rúp của Nga. Bởi lẽ kinh tế Nga đang bị sức ép của thị trường dầu mất giá và nhất là hậu quả do sự cấm vận của Hoa Kỳ và đồng minh của các quốc gia thuộc khối NATO Bắc Đại Tây Dương, nhằm trừng phạt Nga về tham vọng chiếm đoạt bán đảo Crimea và xâm lấn đông Ukraine. Giá dầu thô tuần này xuống còn 31 đô la 02 cent một barrel và giá xăng mới tiếp tục đi xuống chỉ còn 1 đô la 763 một ca lông. Cũng chính vì giá dầu thuộc dốc, thời kỳ phát triển rầm rộ với 200 dàn khoan đã không còn nữa chỉ còn 44 dàn khoan hoạt động hôm nay đã khiến cho ngân sách của tiểu bang North Dakota bị thâm thủng 1 tỷ Mỹ Kim. Hôm thứ Tư 27 tháng Giêng 2016, Quỹ Dự trữ Liên bang đã đưa ra nhận xét rằng kinh tế Mỹ đã mất đà ở cuối năm 2015 vừa qua. Tối thứ Năm mùng 4 tháng 2 2016, tại một cuộc hội thảo về tin tức thị trường quốc tế ở New York, bà Loretta Messer, Chủ tịch ngân hàng quỹ dự trữ Cleveland đã tuyên bố kinh tế Mỹ vẫn còn khỏe mạnh. Ở thời điểm này, tôi thấy có một vài phi phỏng trong dự kiến, nhưng tôi tin rằng còn quá sớm để có sự thay đổi. Kinh tế thế giới Nhiều kinh tế gia của Nga đã nhận định rằng kinh tế Nga hiện nay đang bị tuột dốc trầm trọng. Dự kiến về kinh tế Nga của năm 2016 không có gì sáng sủa. 50% ngân sách của Nga đến từ lợi tức xuất cảng dầu và khí đốt, nhưng dầu đã mất giá hơn 70% trong 18 tháng vừa qua kể từ tháng 6 2014. Đồng rúp của Nga tiếp tục mất giá, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Ngân sách của Nga bị thâm thủng khoảng 19 tỷ Mỹ Kim. Sự cấm vận của Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu đã phong tỏa kinh tế Nga trong hai năm qua. Kinh tế Nga đang đứng trước tình trạng gần như kiệt quệ. Kinh tế Nga đang trên bờ vực thẳm. Tổng thống Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm nặng nề trước người dân Nga vì những tham vọng và chính sách sai lầm của ông. Madame Christine Lagarde, Tổng giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế vừa trả lời cuộc phỏng vấn bên lề tại O'Brien Institute at Wesley College hôm Chủ nhật. Vừa qua rằng bà đã bị mất ngủ vì sự tiếp tục thuộc dốc của giá dầu đã gây hậu quả trầm trọng về tài chính cho nhiều nước trên thế giới nhiều quốc gia đã cạn tiền vì giá dầu đi xuống. Chẳng hạn như Nigeria, Azerbaijan, Venezuela đang rất cần được bail out hoặc vay tiền từ World Bank, African Development Bank và các tổ chức quốc tế khác. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạc ngưng nơi đây và xin hẹn thay ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhân dịp xuân về, chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình một năm mới an khang và thịnh vượng